It's always a good time for Slav Polka. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Kimetsu no Yaiba. Dấu ấn của Tanjiro thay đổi liên tục và giải thích nào cho hiện tượng này? Hãy cùng Manga TV tìm hiểu về lý do này nhé! Trong suốt quá trình diệt quỷ của mình thì dấu ấn của Tanjiro liên tục thay đổi theo tình hình sức mạnh của cậu. Vậy thì tại sao mà dấu ấn của cậu luôn luôn thay đổi không ngừng như thế? Trong Kimetsu no Yaiba thì Jorichi chính là kiếm sĩ huyền thoại đầu tiên mang ấn và ông cũng chính là người đã giúp cho những người đồng đội của mình có thể kích hoạt được những ấn đó. Tanjiro cũng chính là người đầu tiên trong thế hệ của cậu có thể thức tỉnh được sức mạnh này. Cũng dần dà thì người xem có thể thấy được rằng những kiếm sĩ cấp cao cũng dần có cho mình dấu ấn riêng. Những dấu ấn của mỗi kiếm sĩ đều thể hiện được sự đặc trưng về sức mạnh của họ, những kỹ năng kiếm pháp mạnh mẽ nhất của từng kiếm sĩ diệt quỷ. Tuy nhiên, hiện tại, Tanjiro đang có thể sử dụng đến hai hơi thở khác nhau, đó là hơi thở của nước và của hỏa thần thần lạc. Vậy thì dấu ấn của cậu liệu sẽ thể hiện như thế nào? Kimetsu no Yaiba, dấu ấn của Tanjiro thay đổi liên tục và giải thích nào cho hiện tượng này? Một vài ví dụ điển hình cho sự tương quan giữa ấn và hơi thở. Tanjiro có thể lần đầu tiên thức tỉnh được ấn này khi mà cậu phải đối đầu với anh em Thượng Lục. Nhưng nhiều người hâm mộ đã nhận ra được rằng dấu ấn của cậu xuất hiện lại có khá nhiều điểm tương đồng với dấu ấn của kiếm sĩ huyền thoại Jorichi. Điểm thứ hai là hai loại ấn này không khác nhau là mấy. Tuy nhiên, cho đến trận chiến ở làng Thợ Rèn thì dấu ấn này lại một lần nữa xuất hiện. Và với một số điều chỉnh của tác giả thì dấu ấn này hoàn toàn trùng khớp với tạo hình của Jorichi. Cùng lúc này thì cậu đã nhanh chóng thi triển điệu múa hỏa thần với thanh nhật luân kiếm đỏ rực. Để rồi có thể hạ gục được hàng loạt phân thân của thượng thứ Hantegu. Điểm thứ ba là ấn giữa Jorichi và Tanjiro. Hình dạng của dấu ấn lúc đầu xuất hiện có thể không phải là hình dạng cố định của ấn này. Khi mà cậu đã trải qua được cuộc huấn luyện của nham trụ Himerima thì hình thái của nó trở nên ổn định hơn bao giờ hết. Dấu ấn này nhỏ hơn, vừa khớp với lại vết sẹo sẵn có trên trán của Tanjiro. Hiện tại thì Tanjiro có thể chiến đấu lâu hơn với ấn này và dù nó có biến đổi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ trở về hình dáng ban đầu. 4. Là ấn của hơi thở mặt trời và hơi thở mặt trăng. 5. Hình thái thứ hai của ấn. Trong trận chiến với Thượng Huyền Tam Akara thì việc chiến đấu với hình thái mang dấu ấn của một khoảng thời gian dài đã giúp cho năng lực của Tanjiro nâng lên một cảnh giới khác. Với khả năng nhìn thấu được hành động của đối phương, đây cũng chính là cảnh giới mà những kiếm sĩ nhà Tetsugi Kuni đã từng đạt được. Lúc này, dấu ấn của Tanjiro lan rộng ra đến tận mũi, vượt xa dấu ấn của Jorichi. Lúc này, thứ mà người hâm mộ không khỏi thắc mắc đó là vì sao mà ấn của Tanjiro lại có thể thay đổi liên tục như thế? Hình dạng ấn phát triển xa rời hơi thở mặt trời. Trong suốt quá trình diệt quỷ của mình thì Tanjiro có thể được xem là một thiên tài về kiếm thuật khi có thể nghĩ ra được nhiều phương thức khiến cho bản thân thoát được nạn trong những trận chiến đấu sinh tử. Tuy nhiên, không có bất kỳ khả năng nào của cậu được cho là hoàn thiện cả. Hoặc là học lỏm, chắp vá những kỹ năng thần tốc của Renitsu, hoặc là được dạy dỗ bài bản nhưng lại không thể thành thạo, như hơi thở nước của thầy Uroko Daki, hoặc là được truyền dạy lại nhưng chưa đủ thời gian để thành thục nó, như điệu múa hỏa thần. Ngoài ra, điệu múa hỏa thần lại là dạng khiếm khuyết của hơi thở mặt trời. Trong hình dạng biến đổi thứ ba của Tanjiro thì dấu ấn trông giống như một ngọn lửa bùng cháy. Chúng ta có thể đoán rằng Tanjiro đang đi gần hơn với ý nghĩa của hỏa thần hơn là mặt trời. Có khả năng trong trận chiến tiếp theo với Muzan. Nếu muốn giết được chúa quỷ thì Tanjiro sẽ lại phải tiếp tục biến đổi để trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Những diễn biến tiếp theo của cuộc chiến giữa Tanjiro và Muzan sẽ được hé lộ trong thời gian tới nhé. Hãy nhớ bấm like và subscribe kênh Manga TV của tụi mình.